Ôi anh em ơi, ôi anh em ơi, bà dê với anh bốn kìa. Trời ơi. Oh my god. Bà dê với anh bốn. Oh my god. Mày chết. Ê, anh ơi, đưa nắm tay nhau lên cầu kìa. Nắm tay nhau. Oh my god. Ôi nắm tay nhau lên. Ôi nắm tay nhau lên cầu kìa. Ôi. Nó ngại quá kìa. Ôi ngại quá nhưng mà nói bé quá em không nhớ thấy gì. Ôi nói bé thế. Ôi anh bốn kìa. Ôi kìa. Ôi trời ơi sao ơi. Ôi bé hôm nay đẹp trai. Anh cầm, em cầm mặt cho anh. Thật ra là cái này thì bà dê cũng chị thì thôi gọi chị đi cho dễ nhá. Này có chị không? Ôi chị cướp. Ôi anh em ạ, sốc chưa? Ôi quả ra là quả em đẹp thì chưa? Em cũng oh thầm thương trộm nhớ. Ôi thầm thương trộm nhớ kìa. Anh ơi, anh thấy em bên này còn nhìn thấy mặt anh từ từ. Từ lâu rồi thì kiểu mình làm với nhau, mình quay phim với nhau nhiều ấy thì cũng có một chút tình cảm nhưng mà em không dám nói. Cái ngày 20 tháng 10 ấy, anh tặng quà cho em làm trái tim. Ôi rung động đấy, rung động đấy các em ạ. Rung động. Ôi ngại kìa. Ngại kìa. Xong ôm nhau đi, ôm nhau đi. Ôi người ta xấu hổ đấy mà. Ôi làng nữa ơi các em ơi kìa, thấy anh bốn chưa? Anh bốn chưa? Anh ơi Sáu nó không thèm nói gì luôn. Sáu ơi mày bị làm sao đây? Đừng cười. Đáng lẽ vậy quay lại đây mình mới ngắm được chứ. Đúng rồi. Đừng cười hay mình đổi hướng ngắm bình minh ở đây. Đúng rồi. Bình minh ở đây đẹp nè. Bầu trời đen xì không nhìn thấy gì cả. Mặt trời cũng không có. À kia mặt trời thấy rồi. Đây em có muốn quà tặng anh. Ôi anh bốn e thẹn như như. Em muốn tự mở không hay để em mở cho? Ủa đấy. Mở hả? Đẹp không? Cái gì vậy? Ôi, đâu xem với. Bán thử coi. Đâu cho xem với. Đúng hoa hồng à? Quà đâu cho xem với. Ôi hoa hồng mọi người ạ. Anh cũng nhớ hoa hồng kiểu như bẻ ra này rác vào bồn tắm này nằm xuống hết đúng không em? Hoa hồng anh ơi. Hoa hồng đấy. Hoa hồng. Hoa hồng đỏ luôn. Đúng rồi hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ chứng tỏ anh yêu em. Ôi anh bốn ngại quá, anh bốn rụt hết cổ vào kìa. Oh my god. Ôi có cả đồng hồ luôn. Đẹp. Anh bốn rất thích đồng hồ nhá, rất là Rolex nhau nhá, 45 tỷ. Đồng hồ với cháu. Ồ vậy hử? Đéo kiểu gì God. Đúng nhỉ? Lần đầu em tặng quà em bơ ngỡ. Đúng được lên. Vậy á? Ui bà dê này. Ui em ơi, bà dê này củ chuối lắm không biết đeo đồng hồ. Ui dồi ôi, lần đầu tặng quà trai 70 tuổi mới tặng một lần anh ơi. Ừ, cái loại này ế kinh khủng luôn này. Oh my god. Ui anh bốn sướng. Cảm ơn bà dê nhá. Ôm miếng đi xong ôm nhau miếng. Ôi trời ơi. Ôi ngại thế. Ôi đồ hồ kim chạy. Ôi đẹp thế. Kim đấy là thời gian em dành tình cảm cho anh đấy. Oh my god. Em ơi thấy chưa 70 năm mồi đấy. 70 năm dành tình cảm cho anh bốn. Oh my god. Anh ơi sáu nó sao đi. Sáu mày bị làm sao đây? Nó bị ngáo à? Mày phải vui anh mày có mày người vui. Yêu anh mày có người yêu sắp lấy vợ rồi. Lấy vợ rồi. Đẹp quá. Ôi sướng, dồi ôi. Đẹp nhờ. Từ nay ta đã có đồng hồ đeo để xem giờ mất rồi. Đấy mọi người ạ. Đấy mà yêu nhau thương nhau lâu như thế mà mình vẫn chưa có người yêu. À mình vẫn chưa có đồng hồ tặng này. Chà ra thật là củ chuối không tặng đồng hồ cho mình. Thế thì anh có chút tình cảm nào với em không? Cái này nó khó nói lắm. Sao vậy? Khó nói lắm. Tôi như khó nói. Kiểu như buồn yểm không? Một là có, hai là không mà. Ôi. Nói ra cái này nó nhiều vấn đề, khó nói lắm. Đấy chưa, anh bốn có thằng sáu rồi mà. Có mà, nói ra nhiều thứ, vấn đề xảy ra hỏng mất. Cho nên là không nói được, bây giờ thì cứ yêu nhau trong thầm lặng đi. Ồ, thế là yêu nhau trong bí mật. Thì trước tiên là như thế, sau này rồi mình cũng khai sau cũng được. Thế với sáu à. Biết rồi nhá. Yêu nhau trong thầm lặng đấy em. Ngầm ấy. Có khi nào bắt cả hai tay không? Mày coi chừng toang đấy. Em có muốn thấy. Em chả tin. Anh cũng coi chừng toang đấy. Mày đừng đùa. Anh cũng thích anh bố nữa. Em tặng quà cho anh rồi anh có gì tặng em không?
anh chỉ có cái trái tim này thôi. Ui, trái tim này thôi. Xong rồi. Oh my god, thấy chưa? Dân làng hàng xóm kìa. Ui, trái tim ủng hộ anh bốn. Ui. Đồng hồ đẹp thật đấy. Đẹp không? Lần đầu tiên mình được nghe đó cái đồng hồ đẹp như thế này. Anh bốn ôm đi. Ôm đi, thích thì ôm đi. Ôm hôn đi. Cầm tay đi. Trời ơi, ôi, đồng hồ đẹp quá đi. Bây giờ mình có đồng hồ để xem ngày giờ rồi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn em nhé. Mỗi lần anh xem giờ anh sẽ nhớ đến em. Ôi trời ơi, em ơi. Ê, không biết anh bốn có đồng ý không nhỉ? Ý là có đồng ý hẳn không hay là như thế nào nhỉ? Sao nhỉ? Sao nhỉ? Vui lên. Vui lên Sáu ơi. Sắp được ăn cưới rồi. Sắp được ăn cưới rồi Sáu ơi. Sao lại vui? Mày bị hâm à? Mày phải mừng chứ. Đúng rồi, anh mới sắp có vợ rồi đấy mày. Ừ. Trời ơi, sao ngốc thế? Sao được ăn xôi mẹ gà nướng? Sao được bế cháu rồi mà không muốn? Làm sao vậy? Ừ. Mày phải vui đấy chứ mày. Đúng em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi em. Đúng, thấy chưa? Thấy chưa, chị Ba nó như thế, mày phải vui lên chứ. Mày phải vui lên chứ, chả ra nhỉ. Đúng rồi. Mọi lần là em thấy chúng nó 4 này, à quên 7 mới cho ra này. Nó hay tỏ tình ở cái cống này. Nên em cũng dắt ra đây để tỏ tình với anh, hy vọng là sẽ thành công. Ôi mày quá, đây thế phải là cái chỗ này gọi là cống tình yêu đấy. Đúng rồi, bà Dê với anh bố là bắt trước mình à. Đúng rồi. Củ chuối lắm. Kiểu bảy nó tỏ tình cha ra ở đây thành công. Nhưng mà không biết anh ở đây anh có đồng ý không? Chắc anh bốn không đồng ý đâu mọi người à. Anh bốn chảnh chó lắm. Vậy đó hả? Vậy đó. Bây giờ chưa đồng ý được. Bây giờ mà đồng ý thì nhiều chuyện lắm. Chú ơi, hai bọn này nó yêu nhau này. Hai bọn này nó yêu nhau này chú ơi. Thế nên là cứ từ từ đi, đến bao giờ mà lâu lâu đi nữa thì chúng ta công khai sau cũng được. Từ từ á, nhưng mà em sốt ruột lắm. Trời ơi, đất ơi, sốt ruột cái gì? Bao nhiêu lâu rồi? Cứ phải từ từ cái gì nữa, về có bình tĩnh. Em U70 đợi đến 90. Không sao cả, nếu như em đợi được thì anh cũng sẽ đợi được. Lúc đấy thì em già nua xấu xí rồi, anh còn trẻ anh lại đi theo con khác. Đúng không. Rồi. Anh yêu ai thì anh yêu chân thành. Anh yêu thật lòng, anh yêu với hết cái tấm tinh nổ bé của anh đây. Anh ơi, sao em cứ nghe tiếng nôn nôn ở đâu ấy nhỉ? Nôn nôn ở đâu? Ai bây giờ ở đây ai nôn nữa? Ở đây có hai đứa rồi mà lại nôn là sao? Em nôn à? Không, nhưng mà kiểu âm thanh nó cứ vang vang ở đâu. Thôi đứng gần vào đi cho chụp cái ảnh cái. Ở đây gần chưa? Ừ, dựa vào vai nhau đi. Oh my god, vậy thôi. Được rồi, tiếp đi. Oh my god, đổ. Cảm động quá. Bây giờ thì chúng ta xong rồi thì cứ về nhà thôi chứ. Không, thôi, mình phải ngồi đây. Mình dẫn đi xem phim, đi ăn bỏng ngô đi. Đúng rồi. Xem phim tối nay có việc bận rồi. Anh bận đi đâu? Việc bận, việc này không nói được. Thôi, dẫn nhau đi tắm chung hay ỉa chung cũng được. Không sao đâu. Bây giờ đi về nhà đi, đi về nhà xong rồi thì chúng ta ăn cơm, ngủ nghỉ rồi mai tính tiếp việc ngày mai. Đấy, anh bốn bảo là mình về ăn cơm xong rồi tính tiếp rồi ngày mai hay đi gặp Sáu để nói yêu Sáu tiếp đấy. Ừ, có mà. Xinh ấy. Oh my god, thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy bộ mặt thật của anh bốn chưa? Trời ơi, Sáu à. Ê, mày làm gì đấy? Anh bốn kìa. Sáu kìa. Ôi anh bốn ơi. Anh bốn ơi, em thấy hết rồi nhá. Cái bản mặt thật của anh nhá. Anh ra cống tình yêu làm gì? Hả? Đi xuống đây đi. Đi xuống đây đi anh. Cái đồng hồ ấy cái gì? Đồng hồ ở đâu ra? Đồng hồ ấy thì anh vừa mới mua. Đi xuống đây đi. Đúng rồi, đi xuống đây đi anh à, anh đừng có. Hả? Đồng hồ này ở đâu ra? Chị Đăng. Không phải, gì nó phép đi. Đây là đồng hồ anh mua. Đi xuống. Mày tức là mua 20.000. Anh mua 20.000 ở đâu? Quán nào? Anh mua 20.000. Hãng nào? Anh mua 20.000 mà. Không cãi nhau.
Ôi, ngã. Ôi, trượt chân nhé. Ngồi xuống này nói chuyện đi xem nào. Đúng rồi em nhỉ. Sao cứ đứng ở trên đấy hoài vậy? Sao lại ở đây đông người ấy nhỉ? Mình tưởng có mỗi hai người thôi mà sao đông ấy nhỉ? Ồ, hàng xóm nó tới xem cái bản mặt thật của anh đấy. Bốn ấy. Anh Bốn đi đâu đây? Anh đâu đây? Đúng rồi, ba là mọi người. Ôi, làm gì? Ôi, cái gì mà ngại đi? Không cái gì của chi? Cái này cái gì đấy? Không cái gì đấy? Gì cho em xem nào? Bí mật. Ôi, quá đúng không? Cái này là gì? Đây, lôi tay anh Bốn ra xem nào. Đừng làm bốn tay bốn nữa đâu. Đau gì ơi. Đồng hồ. Ôi, đồng hồ xịn đấy. Ủa mà đồng hồ này là chị tặng hả? Có chị mua đồng hồ này mới mua. Anh mua cho em. Sao không dám thử nhờ? Đồng hồ anh mới mua mà. Đeo kiện đẹp nãy giờ mà không dám thử nhờ. Cái gì mới mua? Anh Bốn à, em có video bằng chứng hết rồi. Đúng rồi, anh đừng có nói gì. Để em mở cho. Để em mở cho. Mày. Để em mở cho. Đi xem nào. Hai thằng mày bị làm sao đây? Còn cái gì nữa đâu mà xem. Đây là cái gì? Đó là. Ôi này, sao có gì cho. Ôi dồi. Lãng mạn thế chú ơi, bọn này nó yêu nhau này chú ơi. Anh Bốn, anh đi đâu đây? Anh sao cứ định y đánh chóng làng thế? Ôi, anh Bốn ơi. Ông Bố là như thế. Ông Bố không biết ở đâu đâu rồi. Hoa Hồng Đỏ là tình yêu. Đúng rồi, Hoa Hồng Đỏ là tình yêu đây. Hoa Hồng Đỏ này có chị... Mùa đông đã là chị Dê. Chị Dê, 70 tuổi rồi mà chị Dê à. 70 tuổi không có quyền yêu rồi em. Không, già rồi yêu làm gì. Già vẫn yêu được. Ủa anh Bốn, anh Bốn đi đâu đây? Anh Bốn đi đâu đây? Đi về. Ui ui. Anh Bốn. Sao lại đi về? Ở đây nói chuyện rõ ràng đi anh Bốn. Anh cứ phải che cái tay làm gì? Ừ, sao anh mua anh khoe ra chứ? Ừ, đồng hồ anh mua mà sao anh che làm gì? Bốn chọn đây. Là Dê hay là Sáu? Sáu nó không mù gì? Hay là anh không chọn em sao? Em cũng thích anh mà, em cũng yêu anh cơ mà. Anh chọn em sao? Trời đất ơi! Anh Bốn chọn đi! Chọn gì mà chọn đi! Chọn ba người này! Anh chọn đi! Bốn ra! Chọn đi! Ôi trời ơi anh ơi! Ôi trời ơi! Sao anh Bốn nói hàng mày? Ôi trời ơi! Ơ kìa! Sao hai cái con người lại chọn ảo mày thôi? Hai con người này đánh nhau rồi này. Ôi trời ơi. Anh ơi, anh giải quyết cái chuyện này đi. Hai người này đánh nhau rồi. Chúng mày làm cho gì đánh nhau làm gì? Con Bốn là của em. Mày không biết của chị. Mày có tên ba rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, mình không ngờ anh Bốn lại có thể đắc hàng như vậy. Anh không biết gì đâu. Anh Bốn, giờ anh nói đi. Anh chọn ai? Nói đi. Chị được chọn rồi. Không chọn ai cả. Phải chọn. Vâng. Chọn đi. Bây giờ anh chọn anh đeo đồng hồ bà Rê là anh chọn bà Rê đúng không? Đúng rồi. Đồng hồ bà Rê, đồng hồ còn cái là cái cái không? Không phải. Bỏ ra. Đây bỏ lên đồng hồ kia. Anh bỏ lùi em. Đi về anh ơi. Của chị. Mày làm sao? Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Ơ kìa. Của tao. Ơ kìa. Mấy cái con người này. Ôi trời ơi, bỏ đi nè. Của em. Anh ơi, em nghĩ anh chọn bà Rê nè, bà Rê tốt với anh mà. Nhận rồi không được trả lại, không. Bây giờ không chọn ai cả. Đi ra. Tên nha. Của em. Chị bay, mày đi ra đi. Bà Rê ơi, bây giờ làm sao? Nó trả lại đồng hồ rồi. Mà mày giữ tình yêu của bà chứ. Ôi, mày cho gì em này đi ra người chứ. Bỏ ra đi. Chú ơi, cái anh này bắt cá hai tay này. Ôi trời ơi. Phải hai tay đâu. Anh Bốn ơi. Bốn ra đi. Không yêu ai cả. Nhận đồng hồ đi, đồng hồ. Không yêu ai cả. Tại sao anh yêu anh lại từ chối hả? Anh bảo đi. Cái gì mà từ chối? Này, cái này anh đeo anh chấp nhận anh còn khen đồng hồ đẹp cơ mà. Sao mày còn bảo là yêu bí mật cơ? Ừ.
cô. Thế em là gì? Em là gì? Anh nói em là gì? Anh Bốn, mày bình tĩnh đi. Nó không yêu mày. Nó yêu tao rồi. Ê, sao hai con người lại đánh nhau vậy? Anh Bốn, hôm nay mình đứng lại đấy, anh không đuổi em. Không. Không. Mày, ra đây. Mày đi ra. Chị ba này đi ra. Ở đây, hai người nói chuyện với nhau cẩn thận đi. Của tao. Bỏ ra. Em phải chọn đi. Bỏ ra. Chọn đi. Bỏ ra chọn cái gì? Phải chọn mà đi. Chọn đi. Anh Bốn, anh giải quyết cho em cái vụ này đi nhá. Bỏ ra đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra thì không chọn ai cả. Phải chọn đi. Sao anh kỳ cục vậy? Kỳ cục cái gì là kỳ cục? Có mà. Bây giờ nhá. Bà Rê thích anh thì anh có thích bà Rê không? Anh lại không biết. Lại còn không biết nữa. Ôi giời, hai con người đánh nhau rồi anh ơi. Bỏ ra đi. Sao anh này bênh xấu vậy? Hả? Bà đây con gái bà, anh không bênh à? Thằng này ta mà ngày chứ không phải là bênh của mày. Con em nó thì sao? Con em nó thì sao? Mày còn đang lan ở đây. Mày còn tranh giành với tao à? Mày đi ra kia. Ôi giời ơi. Lan rồi. Ôi giời ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh Bốn cho đâu cho anh Bốn đi đâu. Anh Bốn cho em yêu em. Bốn chọn đi. Nhanh lên. Không, cho anh đi về đi. Không đi về. Bây giờ đi mày. Về đi. Cái này anh này. Anh là thú với bà đây. Anh nãy ngọt ngào lắm cơ mà. Anh không biết. Anh không biết gì hết. Ơ kìa. Bỏ ra đi. Bốn ơi. Ôi trời ơi. Bỏ ra đi. Bỏ ra mau đi. Thôi cái này anh nói rõ ràng đi. Không. Mày đi chạy với nào không? Ôi trời ơi, hai con này đánh nhau luôn này. Ôi trời ơi, đánh ghét mọi người á. Ôi trời ơi. Bỏ nhau ra. Thôi, đi về. Nãy giờ đồng hồ đã đi tao ra. Hả, tao vừa còn bảo yêu trong bí mà sao bây giờ không nhận. Không. Chạy. Bỏ ra đi về đi. Đi về làm cái gì? Thế thì cuối cùng anh có tình cảm với bà Dê không? Anh không biết. Sao lại không biết? Không biết. Thấy chưa? Anh không biết. Thế thì xấu thì sao? Thấy chưa? Chỉ có tình cảm với em thôi. Mày là đi cái gì? Bỏ ra, chúng mày đi về nhà chúng mày hết đi. Sao lại đi về? Ra đường này mà lành nhắn mỗi nhỉ? Anh nhìn tao giết anh trên mặt gạch nhá. Bỏ ra. Nói những lời tán tỉnh đường bà Dê nhá. Mày đi về đi. Thôi nào. Bỏ ra đi về đi. Về. Mày đi về cha ra của mày. Nào, tôi nào. Giống nào trở về với cha ra của em. Nhưng mà em thích anh luôn. Ôi. Bỏ ra đi. Bỏ ra đi. Bỏ ra. Thằng này. Mày nghe tôi nói chung cho bà biết chứ. Để yên để sau. Anh đấy. Cha tao. Cha tôi đều chơi một hết chứ. Cái gì? Mày nói cái gì tao hiểu cái chó gì hả? Anh Bốn để yên là 60 bà đây nói chuyện cho nào. Mày chọn đi. Tao nói chuyện đàng hoàng xem nào. Bốn nó không thích mày nữa rồi. Nó có tình cảm với tao rồi. Thôi mày là con trai mà sao. Đúng rồi mày là con trai mà sao thích được anh Bốn. Chính xác. Ủa thế anh có gì? Anh từ bỏ cái ý định đấy đi. Anh con trai của em. Đi về thôi Bốn á. Bỏ ra về cái gì? Ôi quát tay nhau luôn này. Cầm tay nhau đi. Bỏ ra. Đi về. Oh my god luôn. Đi về. Anh có nhà người tự về chứ. Phải về. Ôi mà anh Bốn với bà Rê cùng đường với nhau đi. Cùng đường đi về nhà đi. Bây giờ anh đi ngược đường. Ơ kìa. Anh đang ngược thế. Mày. Anh Bốn. Sao anh chọn anh? Anh không chọn ai cả. Mày đi đi. Trời đất ơi. Sao mà tối loạn thế này. Tối rồi. Anh hỏi đây. Bình tĩnh đi. Ơ kìa sao? Đi đi. Ôi. Anh Bốn. Để treo lại. Anh Bốn ơi. Ôi ơi, cháu đã chạy chậm rồi. Ôi ơi, Sáu ơi, đã bảo là chạy chậm rồi. Trời đất ơi. Ôi Sáu ơi. Trời, sao mày chạy nhanh thế? Đi về đi. Anh dỗ nó đi. Dỗ kiểu gì
thì dỗ đi. Về nhà mày, về ở đi. Anh đi về đi. Tối đi về. Anh đi ra về đi. Đi về. Anh à. Không về. Không sao đâu anh à. Về. Cố thôi. Lên anh à. Cố gì mà cố, cái gì mà cố. Anh biến đi. Thôi sao bình tĩnh để nghe anh, để nghe anh bốn giải thích xem nào. Để em xem nghe anh bốn giải thích xem mình như thế nào. Bốn nó chọn đi. Thích cái gì nữa. Đây đồng hồ đây. Đeo hay không đeo nó một câu, đeo đi. Không. Bỏ ra. Đeo đi. Không. Phải đeo. Thôi đeo đi. Đeo đi. Đeo đi. Không đeo. Nhẹ đeo đi. Cháu ơi. Em đi đâu đây? Chết con nhà người ta rồi. Ở kia. Bình tĩnh nghe anh bốn nói đó. Đứng đây. Nói cái gì mà nói. Ô tô kìa. Đứng đây gọi. Đấy đứng gọi nào. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên cái gì mà đứng yên. Mày sai rồi. Nghĩ sai chứ mày sai hết rồi. Sai cái gì. Anh không có cái nào cả. Không chứ mà. Không cái này không phải là chọn nữa mà. Anh nói cái câu chuyện đồng hồ đi. Tại sao? Tại sao anh lại đeo đồ hồ của bà Dê mà bà anh bảo không chọn ai? Đúng bà rồi. Bà Dê bảo là đeo thử vào để bà ấy còn tìm người yêu. Ai bảo? Đến giờ này anh vẫn còn chối được à? Hả? Bà Dê bảo bà là đeo thử vào để bà ấy còn tìm người yêu vào đây. Đến lúc bà anh nghe lại bà Dê ở trên cầu ấy. Em quay lại với tôi nhé. Đúng rồi. Em bỏ cái bộ mặt của anh luôn đi. Đúng rồi. Em không lặng bà Dê nhé. Đúng rồi. Anh có nói gì nữa. Ở đây anh sẽ. Đúng rồi. Bố lên rồi. Đứng đi bà. Bà Dê bà ấy tự bỏ vào. Đứng lại đi. Ở kia. Đứng lại đi. Mày đứng lại đi. Mày thôi mày đi về đi để cho bố ở lại với Thảo được. Đứng lại. Thôi. Đấy nè. Nào. Em không muốn gặp anh nữa. Đây này, để anh giải thích cho mày xem. Bây giờ mày có cái gì? Bà Dê coi, bà Dê có hai mắt, một mũi, một cái mồm với mái tóc dài nữa. Mày có cái gì? Mày nói xem. Mày nói xem, mày có cái gì? Mày á, vừa lùn, mặt mắt đen đen, còn mồm đỏ nữa. Dép còn hồng hồng nữa cơ. Sao anh bốn yêu được? Anh bốn phải yêu bà Dê chứ anh bốn nhỉ? Không. Cả yêu em nữa đúng không anh bốn? Không. Ba không yêu nữa cả. Anh bốn phải yêu em nữa đúng không? Ra, yêu em nữa. Anh bốn phải yêu em cơ. Yêu em độc thân. Độc thân vui hơn là yêu. Thế á? Yêu đi vui lắm. Không. Yêu đi vui lắm. Yêu bà Dê okay. Đi vui. Đấy. Không yêu nữa cả. Nhìn bà Dê tấu hài như thế này cơ mà sao không yêu anh bốn? Không. Mặt bựa với xinh ạ. Không yêu nữa cả. Có yêu, có đồng ý em cho anh bốn yêu bà Dê không? Không có. Không à? Tại sao? Không tại sao lại không? Phải chưa? Tại sao lại không nói? Không nói được. Ôi ơi, tại sao không nói được? Tại sao không nói được? Khó nói vậy sao anh bốn? Để em nói dùm cho. Không nói được. Bây giờ anh bốn bỏ là. Bây giờ anh yêu các bạn nhiều hơn. Yêu các bạn nhiều hơn á? Yêu các bạn là bạn nào? Bạn nào? Bạn này à? Các bạn này. Sao lăng nhăng vậy? Sao anh lăng nhăng vậy? Sao anh đào hoa vậy? Anh tể bạc lắm anh à. Anh tể bạc lắm. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh nhiều tình cảm quá vậy? Bây giờ tao chưa yêu tao đã độc thân nhá. Tại sao lại độc thân? Kệ tao, liên quan đến mày. Anh thích ế à? Tại sao anh không yêu em? Tao là độc thân chứ tao phải ế. Ok chưa? Ế cũng là độc thân. Không. Thế anh bốn yêu em đi. Anh bốn yêu em đi. Anh bốn thương em đi. Em là con trai thằng căng không. Không, bốn là thương bà Dê rồi. Đúng rồi. Không. Bà Dê. Thương bà Dê. Bốn đồng ý. Bốn đồng ý. Bà Dê. Láng nước ơi, ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi, yêu đi, yêu đi, yêu đi. Anh bốn ơi. Oh my god, phải chưa? Tại anh đây! Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu ơi! Sáu ơi, anh bốn ơi kìa! Ôi bà Dê phải làm sao đây? Tao cần bốn đây là sáu, tao kề nó à? Ôi trời ơi, bà ơi! Bây giờ bà lại làm thế không được rồi! Ừ, làm thế là không được rồi! Sao không được? Tình cảm mà! Em biết, em thấy trên mạng mọi người ship 64 hơi bị nhiều đấy! Cái này cái gì hả? Toang đi đây. Kệ đi, nhưng mà tao thích nó thì tao chấp nhận. Chấp nhận bị chửi luôn. Chấp nhận
chửi luôn, chấp nhận bị gạch đá. Oh my god. Luôn. Nhưng mà không, bà chấp nhận được, đừng căng thẳng tinh thần, đừng xì chết nhá. Đừng xì chết nhá. Tao ra cầu tình yêu tao nhảy bụp phát xuống. Cầu mà. Nhưng mà mất tích rồi kìa, anh bốn với thằng cháu mất tích rồi. Thế là có để về nhà nhỉ? Thế là bốn nó từ chối tao à? Không, phải trả lại đồng hồ ra. Trả lại đồng hồ ra. Ôi trời, em tưởng là phải đeo chứ. Phải đeo luôn chứ. Ôi. Hắn đã trả lại rồi nhưng mà chắc là vẫn thích đúng không? Đúng rồi, chắc là vẫn thích. Lúc đầu thích mà nó bảo là nó cũng thích. Lần lúc mà lúc đầu em thấy em anh bốn tí nữa hôn bà dê đúng không? Em còn thấy mày nè. Chị hợp đi, mà chị với em đúng không? Đúng không? Đấy, khoái chảy nước miếng này, lau đi. Khoái khoái. Thôi em đi về ơi. Hết chuyện của mình rồi, mình về nấu cơm đi em. Thôi em đi về nhá. Về nấu cơm đi em. Lần sau có tình đi đi đi. Kín một tí nhá. Đừng ra đấy, ra đấy là câu cái cống đấy nó mới linh nghiệm. Ai đổ? Đi đi đi. Đúng rồi, đi đi. Hai đứa mình về về ăn cơm đi. Đi đi, về nấu cơm đi nhá. Đi đi. Đi đi, về nấu cơm. Mẹ anh chết bây giờ, không về nấu cơm đi. Anh nói cái củ vậy.